Sau 10 năm giữ nguyên giá, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định tăng giá vé xe buýt có trợ giá trên địa bàn kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2024. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết từ năm 2014 cho đến nay, thành phố không điều chỉnh nên giá vé đang thấp so với mặt bằng thu nhập của người dân. Theo đó, giá vé xe buýt Hà Nội cự ly dưới 15 km tăng từ 7.000 đồng lên 8.000 đồng một lượt. Từ 15 km đến dưới 25 km tăng từ 7.000 đồng lên 10.000 đồng một lượt. Với những tuyến có cự ly từ 25 km đến dưới 30 km, giá vé tăng từ 8.000 đồng đến 12.000 đồng một lượt. Từ 30 km đến dưới 40 km tăng từ 9.000 đồng lên 15.000 đồng một lượt. Và từ 40 km trở lên tăng từ 9.000 đồng lên 20.000 đồng một lượt. Với vé tháng bán cho đối tượng ưu tiên bao gồm học sinh phổ thông, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, không kể hệ đào tạo, vừa học vừa làm. Công nhân khu công nghiệp đi một tuyến là 70.000 đồng, hiện là 55.000 đồng. Liên tuyến là 140.000 đồng, hiện là 100.000 đồng. Vé mua theo hình thức tập thể, không ưu tiên, đi một tuyến là 100.000 đồng, hiện là 70.000 đồng. Liên tuyến là 200.000 đồng, hiện là 140.000 đồng. Giá vé tháng bán cho các đối tượng không ưu tiên, đi một tuyến là 140.000 đồng, hiện là 100.000 đồng. Liên tuyến là 280.000 đồng, hiện là 200.000 đồng. Người có công, người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo tiếp tục được miễn tiền vé xe buýt. Thưa quý vị, tình trạng thiếu giáo viên là vấn đề đang diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương trên cả nước. Điều này gây ra nhiều khó khăn cho các cơ sở giáo dục và ảnh hưởng đến chất lượng dạy học và quyền lợi của học sinh. Vâng ạ, tuy nhiên thì với quan điểm là có học sinh thì phải có giáo viên, các địa phương trường học đã thực hiện linh hoạt nhiều giải pháp như bố trí giáo viên dạy liên trường, chéo môn, biệt phái hay tuyển dụng giáo viên đứng lớp hợp đồng nhằm đảm bảo chất lượng cho công tác giảng dạy. Ghi nhận của phóng viên VTC tại Nghệ An. Dù chuyên môn chính là giáo viên dạy ngữ văn, nhưng nhiều năm nay, cô giáo Nguyễn Thị Kim Cúc còn phải dạy thêm môn giáo dục công dân. Chính vì phải dạy chéo môn, nên mỗi tuần cô Cúc phải dạy vượt quy định 2 tiết. Bên cạnh đó, cô còn mất nhiều thời gian để tìm tòi, soạn thêm giáo án, bổ sung kiến thức cho môn giáo dục công dân. Bản thân tôi là rất là nỗ lực trong cái việc đó là học hỏi và nghiên cứu và đọc tài liệu ở những cái bộ môn chẻo môn. Và ngoài cái bộ môn, ngoài nghiên cứu tài liệu ở cái bộ môn chuyên ngành của tôi đấy, thì tôi có nghiên cứu học hỏi đồng nghiệp về cái bộ môn đó là chẻo môn của tôi, đó là bộ môn giáo dục công dân. Là giáo viên bộ môn tin học trường tiểu học Hoa Thành, thế nhưng 3 năm nay, cô giáo Phan Thị Hồng Tâm lại dạy thêm tại trường tiểu học Hồng Thanh, cách đó 6 km, để có thể di chuyển liên tục giữa hai trường, hoàn thành 23 tiết dạy mỗi tuần. Bản thân cô Tâm đã phải rất nỗ lực. Di chuyển liên tục giữa hai trường cho nên là cũng hơi vất vả. Thứ hai là vì khi mà tham gia giảng dạy hai trường thì các cái phong trào của hai trường á, ví dụ như là phong trào các cái phong trào thi đua hay là phong trào dạy học ngoại khóa hay là trải nghiệm, thì tôi cũng không được tham gia đầy đủ hai trường, thế là cũng hơi thiệt thôi. Tình trạng thiếu giáo viên đang diễn ra trên tất cả các cấp học ở Nghệ An. So với định mức biên chế về giáo viên trên lớp, học sinh trên lớp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì số lượng biên chế sự nghiệp giáo dục của tỉnh Nghệ An đang thiếu 7.712 biên chế. Chính vì thế, các đơn vị đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng này. Chúng tôi biệt phái một số giáo viên đang dôi dư ở cấp trung học cơ sở về dạy tiểu học. Thứ hai nữa là chúng tôi tham mưu với ban huyện để đồng ý cho các trường hợp đồng thỉnh giảng giáo viên. Và đến thứ ba nữa là ở một số môn đó, thì mà nó không cân đối giữa trường này và trường kia, thì chúng tôi bổ trí dạy liên trường. Để đảm bảo có đủ giáo viên đứng lớp theo quy định, vừa qua, Ủy ban dân tỉnh Nghệ An đã đề nghị Bộ Nội vụ bổ sung cho tỉnh 6.501 biên chế, trong đó biên chế cho bậc mầm non là 1.688 người, biên chế cho bậc tiểu học là 2.692 người, bậc trung học cơ sở là 1.795 người, và bậc trung học phổ thông là 326 người. Quy định bắt buộc về phân loại rác tại nguồn theo luật bảo vệ môi trường năm 2020 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Thời gian từ nay đến hạn định đó không còn nhiều, nên nhiều địa phương trên địa bàn cả nước đang đẩy mạnh các giải pháp để người dân làm quen với việc phân loại rác thải nguồn hiệu quả.
Tại thành phố Vũng Tàu, từ trường học, khu dân cư đến các trụ sở cơ quan nhà nước, đầu đầu cũng có những thùng rác phân loại như thế này. Chị Phạm Thị Hà, một cán bộ phường 7, còn tận dụng các thùng nước đã sử dụng để làm thùng rác tạm ngay chỗ làm việc. Các phòng thì cũng như vậy hết, cũng là phân loại rác tại nguồn. Những cái nhà mà tái chế được thì sẽ đem ra thùng rác đây, còn không thì khi hỗ trợ cho các khu phố để với cái mô hình của khu phố là thu gom rác tại nguồn, tái chế để mua bảo hiểm y tế cho người nghèo. Tính đến nay, thành phố Vũng Tàu đã triển khai phân loại rác tại nguồn tại 112 trường học, 5 trung tâm thương mại, siêu thị, 96 cửa hàng tiện ích và tất cả các cơ quan đơn vị trực thuộc hệ thống chính trị thành phố. Tại nhiều đơn vị, rác tái chế sẽ được thu gom để bán, tạo quỹ hỗ trợ người khó khăn. Hoạt động ý nghĩa này càng khích lệ mọi người thực hiện phân loại rác. Cái nào là tái chế được thì mình sẽ gom vào để một ấy, còn cái nào mà như những cây gốc rau các thứ thì mình sẽ gom vào làm phân hữu cơ. Thành phố Vũng Tàu là một trong những địa phương đã có sự chuẩn bị từ đầu, là có sự khởi động cách đây đã vài năm rồi để tạo một cái nền tảng đầu tiên, nền tảng về các hoạt động, các nhận thức, các nội dung, các chương trình để cho triển khai. Tất nhiên giai đoạn đầu triển khai sẽ gặp một số khó khăn, tuy nhiên đã có sự chuẩn bị thì chúng ta sẽ tháo gỡ những khó khăn đó từng bước để sẽ đạt kết quả tốt hơn. Với mục tiêu đến cuối năm 2024, thành phố Bà Rịa có ít nhất 30% rác thải sinh hoạt được phân loại. Từ tháng 7 năm 2024, thành phố này đã triển khai thí điểm thu gom rác vô cơ vào thứ Bảy hàng tuần tại hai phường Phước Hiệp và Phước Trung. Đối với những trường hợp mà thật sự cố tình mà không chấp hành mà không phân loại thì địa phương cũng sẽ chủ động báo cáo về thành phố và phối hợp với các đơn vị liên quan như phòng tài nguyên và công ty công trình đô thị sẽ có những cái biện pháp xử lý theo những cái quy định về pháp luật. Ở Ủy ban tỉnh mình thì hiện tại cũng đang đầu tư, kêu gọi đầu tư những cái nhà máy xây dựng bằng công nghệ đốt phát điện. Khả năng thì cỡ 2-3 năm nữa thì sẽ có. Tuy nhiên bây giờ nếu mà mình thực hiện cái việc mà phân loại bây giờ thì rất là thuận lợi cho khi mà các nhà máy đi vào hoạt động. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 30% rác được phân loại và tỷ lệ này sẽ đạt trên 50% vào năm 2030. Hiện ngành tài nguyên môi trường đang đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân và du khách về phân loại rác, đồng thời xây dựng phương án chuẩn hóa quy trình thu gom, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng, xử lý rác thải sau phân loại, qua đó tạo sự đồng bộ, thống nhất và hiệu quả khi triển khai phân loại rác tại nguồn. Mới đây, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập bệnh viện 1969-2024. Đây là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển đầy tự hào của các thế hệ cán bộ viên chức, người lao động bệnh viện, cùng nhau phát huy tiếp hành trình thực hiện sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người dân. Từ những ngày đầu thành lập, còn nhiều khó khăn và thiếu thốn, bệnh viện đã luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ, các bộ ngành, đặc biệt là luôn nhận được những chỉ đạo sát sao nhất của Bộ Y tế và Quận ủy Đống Đa. Đến nay, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đã vươn lên trở thành bệnh viện đầu ngành về tai mũi họng trong cả nước, với hơn 300 giường bệnh và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ. Mỗi năm, bệnh viện đón tiếp và điều trị cho hơn 200.000 lượt bệnh nhân. Những con số ấy không chỉ phản ánh sự mở rộng về quy mô, mà còn là minh chứng cho chất lượng dịch vụ y tế ngày càng được nâng lên, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân. 55 năm là một cái thời gian để đánh giá lại những cái dấu mốc, những cái trưởng thành của Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương. Và chúng tôi thì phát huy những cái truyền thống của các thế hệ đi trước sẽ tiếp bước và chúng ta sẽ phát triển chuyên ngành tai mũi họng. Đặc biệt là chúng tôi chú trọng vào việc đào tạo nhân lực để có được các cái bác sĩ có chuyên môn sâu về các cái lĩnh vực trong tai mũi họng, ví dụ như là phẫu thuật đầu cổ, ví dụ như là phẫu thuật mũi xoang, ví dụ như là phẫu thuật tai, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ vân vân. Chia ra các chuyên khoa sâu này thì để các cán bộ có điều kiện để phát huy được cái năng lực của mình. Trong thời gian tới, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương tiếp tục tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp cận với khoa học công nghệ hiện đại trong lĩnh vực mới, chuyên sâu, tiếp tục là địa chỉ tin cậy đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân, đưa Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương trở thành trung tâm y khoa tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.